Xin chào cả nhà đến với quầy hàng nhà đặc sản chính gốc nha. Bên em có rất là nhiều loại hàng muốn giới thiệu tới mấy chị nha. Cái mắm này là mắm dì Cẩn rất là nổi tiếng luôn nha mọi người, rất là nổi tiếng và thơm ngon. Đặc sản chính gốc thì về hàng mỗi ngày để đảm bảo là mắm lúc nào cũng tươi ngon nha mọi người. Cái này là mắm nêm 40 ngàn một chai. Cái này là mắm cá cơm. Mắm cá cơm thì còn nguyên con cá, rất là ngon luôn nè mấy chị. Mắm cá cơm một hũ nửa ký là 50 ngàn. Còn đây là mắm dưa cà. Mắm dưa cà thì được làm từ dưa gang, đu đủ và cà pháo, rất là giòn và ngon nha. Mắm dưa cà một hũ nửa ký là 60 ngàn. Đó, đây là mắm dưa cà. Còn đối với mấy chị mà chỉ thích ăn cà pháo thôi á, thì bên em có cái loại mắm cà không nè mấy chị. Mắm cà không một hũ nửa ký cũng là 60 ngàn luôn nha. Còn đây là mắm tôm chua. Mắm tôm chua thì được làm từ tôm riền và gia vị lên men, rất là ngon nha. Mắm tôm chua một hũ nửa ký thì 60 ngàn. Còn đây là mắm cá rò. Mắm cá rò là một hũ nửa ký 60 ngàn luôn nha mọi người. Mắm cá rò đây. Cái này là nêm thu. Nêm thu là loại đặc biệt của mắm nêm chay á mọi người. Được pha thêm thịt cá thu nên mắm rất là thơm và ngon. Một hũ nửa ký là 60 ngàn. Còn đây là cơm thu. Cơm thu là mắm cá cơm, là pha thêm cái cá thu á, nó còn nguyên con cá cơm và thơm ngon hơn, 60 ngàn một hũ luôn. Còn đây là mắm mực nha mọi người. Mắm mực là một hũ 70 ngàn này, được muối từ mực sữa rất là ngon luôn. Khi ăn thì mọi người giả thêm ớt tỏi đường vắt thêm chanh nha. Còn đây là mắm ruốc, dùng để chấm này, nấu bún bò hoặc là xào thịt đó mấy chị. Đây, mắm ruốc một hũ nửa ký trên tay em là 90 ngàn nha mọi người. Đây, ngoài ra thì đây là tương ớt nè mọi người. Tương ớt, tương ớt một hũ nửa ký thì có giá là 60 ngàn nha. Tương ớt là cái món này được dùng rất là nhiều trong món quảng luôn, bánh mì, mì tôm, hủ tiếu, mì quảng, bún bò gì đó cũng xài tương ớt hết. Còn đây là mắm cá thu, hay dùng để chân thịt nha mọi người. Cái này một hũ nửa ký 120. Còn đây là mắm sò, một loại mắm rất là đặc biệt luôn. Mắm sò là một hũ nửa ký 130 nha mọi người. Còn đây là nước mắm nhỉ, một chai về một lít luôn á mọi người, 140. Còn đây là cá bóng kho. Cá bóng kho đặc sản Quảng Ngãi nha mọi người. Một hũ như vậy là 300 g, có giá là 130, rất là ngon và tiện lợi luôn nha. Làm quà biếu tặng cực kỳ ý nghĩa luôn nha. Đó, còn đây là bánh tráng cuốn nha mọi người. Bánh tráng cuốn một sắc như vậy là nửa ký, có giá là 50 ngàn. Đây là trà xanh dưới Đà Nẵng, một gói nửa ký 100. Còn đây là đường phèn vàng Quảng Ngãi, một ký là 60 ngàn nha mọi người. Chả bò Đà Nẵng, chả bò Đà Nẵng 320 ngàn một ký nha mọi người, rất là ngon. Còn đây là chả cá Lý Sơn, chả cá Lý Sơn một miếng như là nửa ký nha mọi người, một ký là 200 ngàn. Còn đây một sản phẩm mới, đây là mạch nha. Mạch nha đặc sản truyền thống của Quảng Ngãi nha mọi người. Mạch nha thì được làm từ gạo nếp và mầm lúa, một loại đường mà được làm từ gạo nếp và mầm lúa nha, chứ không phải làm từ mía, rất là thơm ngon. Một cái hũ như vậy là một hũ thủy tinh 300 g, có giá là 75 ngàn nha mọi người. Mạch nha thì mọi người dùng để ăn kèm với bánh tráng này, hay là mình dùng để ướp thịt đó, hoặc là hòa mấy cái nước mát đó, thì sử dụng thay thế đường rất là tốt cho sức khỏe nha. Cái này là đặc sản Quảng Ngãi nha mọi người, món quà biếu tặng ý nghĩa nha. Cái này mạch nha một hộp 300 g là 75 ngàn nha mọi người. Mạch nha này mọi người, đó, cần quà biếu tặng gì thì nhắn em ha. Cảm ơn mọi người.